Thanh Tùng kêu gọi là chào tân ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Hot Tips của Thanh Tùng hôm nay cho Tùng giới thiệu khách mời quen thuộc bên tay trái của Thanh Tùng, bà chị Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Nét Việt TV. Rồi bên tay phải của Thanh Tùng, cô em gái Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Rồi chương trình ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều những chia sẻ với quý vị, cái tips quý vị nhớ đón xem. Tuy nhiên trước hết cho tụi em giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Văn phòng hỗ trợ người nhập cư tại hạt Santa Clara đang mở chương trình thực tập 10 tuần có lương cho sinh viên. Hồ sơ được chấp thuận sẽ có thể nhận được lên đến 10.000 Mỹ Kim. Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội phát triển trong môi trường chuyên nghiệp và tìm hiểu thêm về hệ thống làm việc trong chính phủ. Người nộp đơn cần phải có những yêu cầu sau. Phải là người nhập cư, vừa mới tốt nghiệp college, đang sinh sống và làm việc hay học tập trong hạt Santa Clara, và đang có tình trạng di trú DACA, đang giữ visa U và T, visa dành cho nạn nhân của nạn buôn người, nạn nhân của bạo lực, hoặc là tị nạn vì chiến tranh hoặc thảm họa. Hạn chót nộp đơn là vào ngày 17 tháng 4 năm 2022. Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gửi email tại địa chỉ đang hiện trên màn hình. Vui lòng nộp đơn tại sccoir.org/NAF. Xin cảm ơn. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Century Mall tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo vịt và gỏi vịt, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lẻ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tolly Road 408-270-1027, chi nhánh 1912 Avon Road 408-528-6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408-586-9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn. 408-277-0922. Rồi, đầu tiên, như thường lệ, cái tiết mục mà chia sẻ tips của nội trợ đó, vô bếp đó, Thanh Tùng thấy càng ngày càng ăn khách rồi nha. Rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là mẹ của Thanh Tùng á. Cứ tuần nào cũng canh cô Ngân Hà nói gì, Thanh Thảo nói gì là mẹ Thanh Tùng áp dụng, là làm theo rất là thành công. Thanh Tùng tin là có nhiều quý vị cũng thích như vậy đúng không? Rồi, hôm nay mình bắt đầu với chị Ngân Hà nè. Chương trình này thì Ngân Hà muốn chia sẻ với quý vị là mình làm như thế nào để trong cái tủ lạnh của mình á, có những cái thức ăn mà nó ẩm mốc á, rồi nó ấy mà mình phải, nghĩa là vệ sinh thế nào mà nó không nghe cái mùi hôi đó nữa. Tại vì thường á, quý vị biết không, mình có rất là nhiều đồ ăn thừa rồi cái mình mới ráp lại, mình để sâu vô trong, là nhiều khi mình không để ý nữa, để ngày này qua tháng nọ nó bị mốc, hoặc là mình để thức ăn mà nó có cái lỏng á, rồi mình bỏ, mình đun nó vô cái nó mới đổ ra, mà nó nằm ở những cái cạnh của cái miếng kiến mà mình ấy vô á, rồi lâu ngày mà mình lau cái bề mặt thôi, mình không lau chung quanh đó, thì chính những cái đó nó làm hôi cái tủ lạnh. Mà đặc biệt cái gì nữa, ăn mít không hết, nhét mít vô tủ lạnh y như rằng ngày hôm sau mở ra nguyên cái tủ lạnh toàn mùi mít không đó. Tất cả đồ ăn trong tủ lạnh toàn mùi mít không đó, nó đang bởi vì nó làm cho mình rất là khó chịu. Cho nên đây là một cái bí quyết mà Hà muốn chia sẻ với mọi người á, mình muốn cho nó tan hết những cái mùi đó đó, thì mình có ba cách. Một là mình dùng giấm với lại baking soda, thứ hai là mình dùng rượu trắng, và thứ ba là mình dùng chanh. Mình dắt, mình lấy cái nước cốt chanh á, mình lau bằng cái miếng mousse nha, mình lau cho nó sạch sẽ, rồi sau đó mình lau lại nước nước sạch. Nhưng nhớ khi mà mình lau sạch sẽ rồi á, mình cắt nửa trái chanh, mình để ở những cái góc á, nghĩa là mình cắt ra, mình để, nghĩa là mình phải cắt nha, để ra ở những cái góc đó, mình để 1-2 ngày là cái mùi chanh nó lan tỏa, nó làm thơm mà nó mất đi những cái mùi đó.
Kiểu này thì rất là tiện mà hơi hao chanh. Chanh nhẹ nhất là... nhà nào dùng chanh, nhà em chanh bự chả lựa. Chanh như vừa biết. Tức là hồi nãy chị nói là hoặc là dùng chanh, còn chị dùng đó là còn nếu mà baking soda thì phải làm sao? Baking soda thì cứ một muỗng baking soda thì em lấy một muỗng giấm, em hòa tan lại rồi cái em mới lấy cái miếng mút đó, em mới lao, rồi em coi nếu mà em thấy nó hơi đặc thì em cho chút xíu nước nữa không sao, rồi em lao cái mùi đó, mới đầu mình nghe cái mùi giấm thì nó rất là hôi, nhưng sau khi mình làm sạch sẽ rồi mình lao lại với lại nước sạch đó, là nó bay mất hết tất cả những cái mùi mà ẩm mốc hoặc là những cái mùi đồ ăn mà rất là khó chịu. Oh, ok. Mà với trường hợp mà giống như mình hay ăn mít thì như Thanh Tùng nói mà có cái mùi á, đối với những người bận rộn mà không có thời gian như chị Ngân Hà mà phải cắt chanh này kia thì Thanh Thảo có một cái cách này nè quý vị. Quý vị có lấy một cái chén nhỏ hơi cao cao tí xíu, quý vị cho baking soda vô, đẩy vô góc sát góc tủ lạnh một mỗi tuần mình để một cái chén nhỏ đó, cái ly đi, cái ly nó cao cao nhỏ nhỏ mà mình có hòa tan với nước không em? Dạ không, để cần cứ để đó thì cái baking soda nó hút được cái mùi, thì nó để dành cho những người mà mình không bận rộn quá thì thi thoảng thì mình rảnh thì mình hãy làm cái chuyện lau chanh lau giấm thì anh Thảo nghĩ cũng là đó cũng là một cách. Với lại những cái chai nào mình hay để, ví dụ như mấy cái chai mà mình xài chưa hết rồi mình đậy nắp lại thì phải nhớ là những cái chai nào mà hạn sử dụng của nó ngắn á, mình để ra ngoài để mình biết, còn những cái chai nào mà hạn sử dụng nó dài thì mình để nó vô trong để mình biết mình xài, chứ nhiều khi mình cứ đun vô cái mình không nhớ nữa, cái mình cứ lấy cái chai khác ra mình mở bởi vì trong tủ lạnh nó nhóc hết mà nó mốc hồi nào mình cũng hay để được. Dạ, cái đó thì rất là thường đó. Đó là thường dễ nhất là những người mà bận rộn đó. Yeah. Ok, cảm ơn chị Ngân Hà. Câu này tiếp của em là cái gì? Ngày hôm nay cái tiếp của Thanh Thảo là cái tip mà cái tác dụng của quả táo quý vị. Thanh Thảo có chia sẻ như thế này. Nếu mà chuối mà quý vị mua về mà nó còn xanh quá mà quý vị muốn ăn sớm thì quý vị nên để chuối chung với táo. Mà trong trường hợp mà quý vị không muốn chuối nó chín nhanh quá mình ăn không có kịp thì quý vị nhớ đừng để gần quả táo. Nó sẽ làm chuối chín rất là nhanh, mà chuối thì quý vị muốn nó không có chín nhanh á, quý vị dùng cái wrap á, quý vị quấn cái đầu chuối lại thì nó sẽ chín lâu hơn. Và trong trường hợp mà quý vị nhớ khoai tây của mình á, thì nếu mà khoai tây mọc mầm á mình ăn rất là nguy hiểm, độc mình lắm á. Dạ, Thanh Thảo đọc rất là nhiều các chia sẻ trên internet á, quả khoai tây mà có mầm á, ăn nguy hiểm dữ lắm, thì để hạn chế cái sự mọc mầm đó mà quý vị có thể bỏ tủ lạnh. Nhưng nếu mà tủ lạnh mình đông quá nhiều quá mà mình không có không gian để thì quý vị để ở ngoài mà tránh nó mọc mầm, để lâu được lâu á thì quý vị để chung với táo. Dạ. Táo mà là táo xanh, táo đỏ gì hết trơn á. Dạ, đúng rồi. Đó là còn một cái nữa quý vị. Quý vị nhớ quả hồng của mình không? Quả hồng mềm của mình á khó chín lắm, rất là khó chín. Mà quý vị muốn chín đều và ngon á, quý vị để chung với táo. Thì nó cũng chín đều hơn. Đó là những cái Thanh Tùng có thấy mỗi lần mà tới mùa hồng nó có gì mà hồng mềm đó. Dạ. Mà nó vẫn còn sống á. Dạ. Thì thường Thanh Tùng thấy mẹ Thanh Tùng thường mình gọi là vú cái hồng mềm đó mà vú mà bỏ trong khạp gạo á. Vú trong khạp gạo á rồi bỏ mấy cái táo trống. Dạ, thì đó chỉ một thời gian ngắn sau là mấy cái trái hồng đó nó mềm mại ăn rất là ngon. Thì Thanh Tùng rất mê hồng mềm, mấy hồng mềm hơn là hồng giò. Em cũng vậy. Dạ. Yeah. Me too, em thích hồng lắm. Mềm đó phải bỏ tủ lạnh. Sau khi vú xong rồi chín rồi, mình bỏ tủ lạnh cho nó lạnh. Lấy ra đó, lấy con dao cắt ở một lát thôi, cắt một lát tách nó ra làm hai. Mình lấy cái muỗng múc ăn. Đúng cứ vậy thôi, đâu có gì. Ngon, chị cũng vậy. Chị ăn cũng như vậy. Ăn vú sữa vậy đó. Yeah. Rất là ngon. Nó ngon vô cùng. Chỉ có điều rằng là khi ăn làm ơn đừng có nghĩ tới cái chuyện đường nó lên. Đường lên nở giống ăn. Đúng rồi. Hay những cái bà đó ba đường dễ sợ dạ, lắm. Đúng, ha. Dạ. Mít nè, sầu riêng nè. Đó với lại hồng mà nhất là hồng mềm. Dạ. Đường lên dễ sợ lắm. À. Rất rất là nhiều lớn em. Ai mà tiểu đường là phải coi chừng ha. Dạ, rất là sợ, có nhiều người thấy tội, tiểu đường cử tùm lum hết trơn. Nhưng mà thôi kệ, lâu lâu một lần. À, thôi thể ăn xong uống thuốc cũng được. Dạ, lâu lâu một lần uống thuốc. Có một cái công thức mà trộn các loại sả, chanh, rồi tỏi với nhau mà uống mà giảm cholesterol á, thì Thanh Tùng biết có một người mà rất giỏi làm cái đó là chị Bạch Liên. Giao phân công cho Thanh Thảo làm sao liên lạc chị Bạch Liên. Dạ, rồi xin chị Bạch Liên cái công thức đó mình chia sẻ với bà con, tại vì những thành phần mà làm nên cái nước đó đó có gì. Dạ. Cái nước mà tổng hợp đó đó, từ toàn là các loại rau củ không à. Dạ. Mà
nó vừa rẻ vừa dễ tìm, mà cái cách pha trộn với nhau rồi mà có gì chịu khó đó, thì Thanh Tùng uống bị high cholesterol, mà em uống trồng ròng rã mỗi buổi sáng trong vòng 3 tháng xuống liền, xuống hẳn luôn. Có gì tiểu điều hơi khó uống tại nó có tỏi nó có chanh, nhờ tỏi mình rất tốt. Dạ, nhờ chị Bạch Liên, chị Bạch Liên chuyên môn làm từng chai một chai xong đem cho không rất là dễ thương. Rồi sau ít phút quảng cáo tụi em sẽ trở lại với thêm nhiều tips dành cho quý vị, có gì nhớ đón xem. Chào mừng quý vị đến phần 2 của tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi chia sẻ những cái tips khác mà tụi em đã chuẩn bị thì là phải dành ít phút để cảm ơn rất đông quý khán giả của Net Việt TV. Ngày quý vị có xem ở trên TV hoặc là xem ở trên YouTube Hot Tips với Thanh Tùng ở tuần trước, khi mà ba chị em tụi em kể chuyện về những phép lạ của cha Trương Bửu Diệp. Rồi mời quý vị xem phóng sự của Net Việt TV về lễ dỗ lần thứ 94 của cha Diệp tổ chức ngay tại San Jose đó, thì rất nhiều quý đồng hương của mình đã vào xem. Quý vị vào xem xong rồi quý vị cùng hiệp chung lời cầu nguyện dành cho cha Diệp nữa. Và rồi Thanh Thảo và Đài Nét Việt TV nhận rất nhiều câu hỏi, gần như có một câu hỏi thôi, đúng không? Dạ. Gần như là một câu hỏi, thì câu hỏi gì đây Thanh Thảo? Dạ, gần như là Thanh Thảo nhận được là mấy chục cú điện thoại của quý vị nhắn tin nữa, kèm theo nữa là một câu hỏi duy nhất là xin cái địa chỉ để được đến viếng cha Trương Bửu Diệp. Thì Thanh Thảo nhân đây thì Thanh Thảo cũng sẽ nhờ các anh chị sẽ cho cái địa chỉ trên màn hình để quý vị biết đây. Nếu mà quý vị sống ở San Jose á, thì địa chỉ này rất là dễ tìm, và quý vị có thể đến. Cái tượng của cha thì nằm phía ngoài của khuôn viên nhà thờ này, trên quý vị đến bất cứ lúc nào cũng có thể đến viếng cha. Thì thực sự mà nói Thanh Tùng với ông, khi mà chương trình lên á, ngoài trường Thảo nhận được một số cú phone của quý vị khán giả, Thanh Thảo thỉnh thoảng có ra ngoài đi chợ hoặc là đi đón con á, thì quý vị chạy tới nhiều người lắm, nói là nghe coi phóng sự và nghe những chia sẻ của anh Thanh Tùng á, thì thấy xúc động và rất là có một cái lòng tin. Mặc dù đa số quý vị ai cũng nói với Thanh Thảo câu là cô là người ngoại đạo, chú là người ngoại đạo, anh là người ngoại đạo, chị là người ngoại đạo, thì ai cũng xin cái địa chỉ đó hết. Thì đây cũng là một cái điều mà Thanh Thảo cảm thấy rất là vui khi mà Nét Việt TV đã chia sẻ được những cái niềm tin, đức tin đến cho quý vị. Dạ. Còn chị hả, mấy anh chị mà gặp chị nói trời ơi Ngân Hà ơi, sao Thanh Tùng hát hay vậy, em đúng làm ca sĩ. Dạ đúng rồi. Tự nhiên làm MC không, trời ơi phải làm ca sĩ, hát hay quá. Hát mà trời ơi chị nghe chị nổi da gà. Mà thiệt bữa đó em hát cái giọng em rất là tình cảm. Dạ. Hôm qua em đi tới kia mua đồ, cái con chị kia lại nói ủa Thảo đi nè, em có Thanh Tùng đây nè. Trời ơi, sao anh Thanh Tùng hát hay mà ngọt quá mà cái giọng của anh không giống giọng của anh nói gì. Hát hả? Trời ơi, mà nhiều người khen lắm luôn á. Mà nói sao em không làm ca sĩ, em hát hay mà hát quá tình cảm, mà em lại không làm ca sĩ mà em làm MC không? Dạ không, quý vị ơi. Quý vị mà khen em là bởi vì quý vị nhìn em làm MC, làm sứ ngôn viên, quý vị mới khen. Còn mai này khi mà chị Ngân Hàng giới thiệu đây ca sĩ Thanh Tùng mà em ca như vậy thì em sẽ lụm cà chua về nấu bún riêu đó. Quý vị thương em thôi, cái đó là do quý vị thương quý vị nói vậy thôi. Chứ thật ra mà quý vị, em mà là ca hay thật sự đó thì em là ca sĩ lâu lắm rồi. Yeah. Em mê làm ca sĩ lắm. Nhưng mà em, thôi sẵn cho em kể sơ qua tại sao em mới làm MC. Em mê làm ca sĩ mà tại sao em làm MC quý vị? Là vì hồi em mới qua Mỹ, em ghi danh đi học một cái lớp huấn luyện để làm ca sĩ, mà do một nhạc sĩ, một đạo diễn đứng ra tổ chức cái lớp học đó. Thôi em kể tên luôn. Ông đạo diễn Tài Văn Kiên nữa, anh là người lo cái lớp đó. Thì lớp đó khoảng hai mấy ba chục người, có gì học xong 3 tháng anh dạy cách lấy hơi, kỹ thuật trình diễn, cách chọn bài, tức là phong cách đủ thứ trơn, rất là hay. Tới cái ngày cuối cùng á, thì anh mới dặn đây, bây giờ mình có một cái buổi báo cáo, cái đêm báo cáo, mỗi em chọn một bài mình lên mình hát để cho khán giả tới coi, để mình ra nghề đó mà. Đây, bữa đó thì Ngân Hà em hát bài này cho anh, em giọng em hạp với bài đó. Thanh Thảo em hát bài này cho anh, cái bài đó là rất là hạp giọng em đó. Rồi cái ảnh phân công hết trơn, có gì tới phiên Thanh Tùng anh không giao một cái bài gì hết. Thì em mới nói ủa anh ơi, anh Kiên rồi em hát bài gì đó anh Kiên. Ông quay qua ông nói mày không có hát, mày làm MC cho cái đêm đó. Trời ơi, em tự ái chứ quý vị. Em tự ái chứ, em là
đi học lớp làm ca sĩ mà. Rồi tới ngày báo cáo biểu em làm MC. Trời ơi, tự ái chứ. Em nói no, không được anh vậy anh bất công với em. Tại sao cả lớp 30 mấy người mà anh không kêu đứa nào làm MC, anh bắt em làm MC? Thì ông mới nói nguyên văn cái câu đó đi vào trong tâm trí Thanh Tùng tới ngày hôm nay. Trong cái lớp này, mày hát dở nhất, mày không làm MC ai làm? Em nói thiệt chứ quý vị. Ông nói thẳng với mặt em đó quý vị. Mày hát dở nhất, mày không làm MC ai làm? Cho nên bây giờ định nghĩa MC là gì? MC là đứa hát dở nhất trong số những đứa này. Nó hát cũng được, nó làm MC, cho nên em làm MC. Đó. Nhờ vậy mà cứ làm MC đó. Nhưng mà như, nếu vậy cho em chia sẻ một cái, như vậy cũng xin cảm ơn anh Tài Văn Kiên. Nhờ anh mà mình có được một Thanh Tùng của ngày hôm nay. Đúng rồi, trời ơi, đã nhất MC luôn á. Anh đặt để, tức là anh chọn đặt để em. Không, mà sau này gặp lại, anh Tài Văn Kiên cũng nói mày thấy cho mày. Tao đó mà tao chiều ý mày bữa tao cho mày lên hát, thì bây giờ mày chỉ có làng nhàng, mày không có nổi tiếng, mày không có show mày đi nữa. Biết bao nhiêu người hát hay hơn mày, mày mà đi hát cái đó làm sao ai kêu? Đúng đó. Rồi. Thôi nhờ làm MC mà có người kêu. Không đấy, em kêu. Nào, em kể, chị cũng phải kể, ngày xưa chị cũng thích làm ca sĩ, tại chị Yến với chị Điệp là ca sĩ mà. Cái chị mới học thầy vũ trụ á, cái xong lấy hơi đồ này nọ, xong mà cái thầy mới nói chứ, Hà lại thầy nói, chị thầy, nói, con học kịch đi, cái giọng con nói hay nhưng mà con hát không được. Cái nói, con lấy con hát cũng được mà, con nói, nghe thầy, nó phải nghe thầy chứ, tại vì thầy dạy nhiều lắm, ông người bắt phải nghe thầy. Thầy dạy nhiều lắm, thầy biết mà, không được, nó không được. Xong nói, nhưng mà chị con là ca sĩ mà, rồi chị con dạy luyện thanh cho con đấy. Tao luyện mà còn chưa xong, chị mà luyện cái gì? Tao luyện chưa xong, chị mà luyện cái gì? Thế này, nghe không được hả thầy? Không, kịch sĩ là từ đó luôn là chị thi vô trường nghệ thuật sân khấu. Nhờ vậy, thi vô trường nghệ thuật sân khấu mà học lớp thoại kịch, cùng một khóa thoại kịch chung với Quang Minh, ha, với Hồng Đào, với anh Hữu Châu. Hữu Châu. Ít nhiều nghệ sĩ tốt nghiệp, có gì tốt nghiệp sau 3 năm phải không? 3 năm, 4 năm diễn viên của cái khóa thoại kịch đó là thủ khoa nè quý vị. Thủ khoa lẽ ra đó là nàng đã là một kịch sĩ nổi tiếng, nhưng chỉ vì chồng tới rước về nhà sớm quá. Rước về nhà sớm quá. Lấy chồng sớm quá cho nên là bỏ, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Nên thành ra không, chứ kiểu không là đóng kịch rất là hay. Quý đồng ý rằng là giọng của chị Ngân Hà là một trong những giọng rất là hiếm. Yeah. Giọng rất là, dùng đúng chữ trong nghề của tụi em bây giờ là giọng đẹp. Giọng miền Nam, giọng Sài Gòn, giọng rất là đó đẹp. Thôi giờ hết. Đó, giọng vẫn còn chứ, dạ vẫn còn đẹp. Ok, quý vị, bây giờ em trở lại với cái vụ mà lễ dỗ của cha Trương Bửu Diệp. Thì sẵn cho em thưa luôn, ở San Jose có rất nhiều nhà thờ, nhưng dường như, gần như là chỉ có một nơi là có tượng của cha Diệp mà thôi. Còn đa số là có tượng Đức Mẹ, có tượng của các thánh, tượng của Chúa. Nhưng chỉ có một nơi là có tượng của cha Diệp và đặt ở ngoài sân, thì đó là Trung tâm Công giáo thành phố San Jose. Quý vị có thể Google Trung tâm Công giáo San Jose thì quý vị sẽ có địa chỉ, có cái hướng dẫn quý vị tới. Còn không thôi quý vị nhìn trên màn hình, Trung tâm Công giáo San Jose, địa chỉ trên màn hình, để quý vị nhìn theo đó, quý vị dùng điện thoại thông minh, quý vị tới nha. Ở dưới Nam Cali, Thanh Tùng biết có một hội luôn. Hội là dành cho những người ái mộ cha Trương Bửu Diệp ở dưới Nam Cali, thì quý vị có thể Google mình tìm, mình tới. Còn riêng Trung tâm Công giáo đó, thì Thanh Tùng thưa với quý vị như vậy, những cái buổi lễ dỗ dành cho cha Diệp như quý vị vừa xem trong phóng sự vừa rồi đó, thì không phải do nhà thờ tổ chức. Mà cái lễ dỗ vừa rồi là do hội, có một hội được đặt tên là Hội những người ái mộ cha Francisco Trương Bửu Diệp đứng ra tổ chức lễ dỗ đó. Và hội này tổ chức mỗi tháng một lần là cái họp mặt, cái thánh lễ hàng tháng dành cho những người nào tin tưởng cha, ái mộ cha, những người đã chịu ơn cha giúp, hay những người muốn tới để cầu xin với cha. Thì quý vị nhớ là mỗi tháng một lần do hội những người ái mộ cha Trương Bửu Diệp tổ chức. 10 giờ sáng của ngày thứ bảy, mà là thứ bảy thứ ba của cái tháng đó. Tức là một tháng mình có 4 tuần, thì mình có 4 cái thứ bảy, thì mình lấy cái tuần thứ ba trong tháng đó, cái tuần thứ ba trong mỗi tháng, thì cái thứ bảy mà có tuần thứ ba đó đó, 10 giờ sáng, quý vị cứ tới Trung tâm Công giáo sẽ có thánh lễ. Ở đó quý vị sẽ được nghe rất nhiều các câu chuyện của các nhân chứng để chịu ân lành của cha Trương Bửu Diệp.
cầu bầu giúp cho mình. Quý vị sẽ cùng tham dự thánh lễ với các bà con Công giáo. Và rồi sau đó, quý vị sẽ có cơ hội được hướng dẫn ra lạy và cầu nguyện ở ngay tượng của cha Diệp ở ngoài sân. Yeah. Lý do tại sao tượng cha Diệp vẫn còn để ngoài sân là bởi vì cha vẫn chưa được phong thánh. Chỉ những ai được phong thánh mới được mang tượng vào bên trong nhà thờ. Còn cha bây giờ chưa được phong thánh. Tòa Thánh Vatican họ đang điều tra về những phép lạ mà cha Trương Bửu Diệp cầu xin có cho rất nhiều người. Họ đang điều tra và hy vọng là cuộc điều tra đó sẽ kết thúc sớm để cha Trương Bửu Diệp mau được phong thánh. Sớm chừng nào cha được phong thánh thì đó là niềm hãnh diện không chỉ cho những người ái mộ cha, không chỉ cho người Công giáo mà cho tất cả những ai đã từng chịu ơn lành Chúa ban và qua lời cầu bầu của cha Diệp. Đó. Thì cho Thanh Tùng chia sẻ với quý vị rằng mà hiện bây giờ Thanh Tùng biết rằng là cái tiến trình mà tòa thánh họ điều tra đó thì gần như là sắp kết thúc. Tại vì có rất nhiều bằng chứng để tin có sự thiêng liêng của cha. Để được xác định là thánh á, tòa thánh Vatican á, họ đòi phải có bằng chứng là vị linh mục đó phải tử vì đạo. Thì bây giờ đang xác định là cha Diệp là người tử vì đạo, chết là vì con chim của mình, chết vì niềm tin Công giáo. Và sau đó cha đã giúp cho rất nhiều người và cha xứng đáng để được phong thánh. Nhờ quý vị, thành ra quý vị nào mà ở vùng Bắc Cali, quý vị nhớ Trung tâm Công giáo San Jose nha. Rồi, sau phút quảng cáo thì em tiếp tục trở lại với thêm nhiều chuyện nữa, mời quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị đến với phần 3 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở phần 3 này, trước khi mà đến quý vị thông tin liên quan tới đi chích ngừa liều booster thứ nhì, ai đủ điều kiện, khi nào thì được chích ngừa. Trước hết cho em giới thiệu với quý vị, bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty tọa lạc bên trong khu thương xá Grand Century Mall San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408-417-8638. Trung tâm thuế vụ hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp, thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Từ khi biến thể Omicron mới xuất hiện đến nay, người trưởng thành chưa tiêm ngừa có rủi ro lây nhiễm nhiều hơn gấp 5 lần so với người đã được tiêm ngừa đầy đủ với liều hỗ trợ. Làm hẹn tiêm ngừa vào trang sccfreevac.org. Rồi, cho em hỏi thăm, chị Ngân Hà đi chích ngừa liều booster thứ nhì chưa? Chưa. Tại sao? Tại vì không biết là mình có được chích hay không, nghĩa là mình đủ điều kiện chích hay không. Mà hồi sáng chị nghe em nói là em đã chích rồi thì chị nghĩ là chị đã đủ điều kiện, nhưng mà tại không biết, không chịu theo dõi Hot News với Thanh Tùng. Đó, Thanh Thảo thấy không? Lý do đây nè, không chịu theo dõi Hot News với Thanh Tùng mỗi đêm. Thì trong tiết mục Hot News với Thanh Tùng á, thì Thanh Tùng cập nhật rất là nhanh lời tuyên bố của phía bên FDA trước, rồi CDC sau, họ đã đồng ý là chích liều booster thứ nhì dành cho những đối tượng về trong Hot News em đã kể rồi. Rồi sau đó em còn nhắc nhở bà con của mình ở trên radio để đi chích ngừa nữa. Rồi, như vậy thì cho em tới tóm lại cái thông tin ha, là FDA là cơ quan quản trị về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, cùng với CDC là cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ. Cả hai cơ quan này là hai cơ quan mà chịu trách nhiệm về việc chích ngừa, đặc biệt là chích ngừa vaccine COVID-19. Từ hồi đại dịch tới bây giờ đó, chừng nào được chích, chích liều nào sao, rồi lứa tuổi nào bắt đầu được chích đó, thì là phải qua sự chấp thuận của cả hai cơ quan FDA và CDC. Thì mới đây FDA và CDC cùng một ngày nhé quý vị, cùng một ngày họ đều đồng loạt cho phép là chích liều booster thứ nhì dành cho những ai thứ nhất từ 50 tuổi trở lên.
Miễn 50 tuổi trở lên. Và cái liều booster đầu tiên của quý vị đó là cho tới bây giờ phải cách ít nhất là 4 tháng. Ít nhất 4 tháng so với liều đầu tiên. Thì trong trường hợp này em quay qua hỏi chị Ngân Hà liền là cái liều đầu tiên của chị là đủ 4 tháng chưa? Chưa. Ủa gì hả? Thì chị chính dễ vậy? Như có 3 tháng mấy à. Vậy hả? 3 tháng mấy ngày. Rồi thôi vậy thì chị phải chờ. Ráng chờ cho ít nhất là 4 tháng. Tại vì riêng Thanh Tùng thì em siêng lắm. Cái gì em lười em không biết chứ còn đi chích ngừa em siêng lắm quý vị. Em rất là siêng tại em sợ. Em sợ lắm. Không phải sợ riêng cho bản thân mình. Bởi vì Thanh Tùng đang ở chung nhà với ba với mẹ. Cả hai ông bà đều có tuổi. Và cả hai ông bà đều có bệnh nền. Mình mà có lỡ nhiễm Covid á, thì có thể mình lướt được. Tại mình còn khỏe, mình còn trẻ. Nhưng mình mang bệnh về cho những người lớn tuổi sống chung mà có bệnh nền nữa. Mình đâu có biết chuyện gì xảy ra với những người cao niên như vậy. Rủi ro họ bị nhiễm bệnh rất là cao. Và bệnh nặng á, rất là cao luôn. Thành ra đó là lý do mà Thanh Tùng phải giữ gìn cho mình. Em giữ gìn như là em giữ gìn tấm băng trinh của em như thế quý vị. Em giữ gìn, em giữ gìn cái sự an toàn của em. Em sợ Covid lắm. Em sợ, không phải gì, vì em sợ bị dính. Mà em sợ em dính rồi em đem về em lây cho ba với mẹ em. Thành ra hễ có cơ hội mà được đi chích ngừa là em phải đi đầu tiên. Bảo vệ cho mình cũng là bảo vệ cho cha mẹ, cho ông bà, cho người thân của mình. Thì thành ra cái liều booster đầu tiên á là Thanh Tùng chích là từ hồi đầu tháng 9 của năm ngoái quý vị. Đầu tháng 9 năm ngoái vừa cho chích liều booster đầu tiên là em có mặt liền. Dạ. 6 tháng rồi. Nếu mà chích từ tháng 9 năm ngoái tới bây giờ tháng 4 của em là được 6 tháng rồi. Là Thanh Tùng đủ điều kiện. Năm nay em 52 tuổi, em sắp sinh nhật lần thứ 52. Là em đủ điều kiện 50 tuổi trở lên. Rồi cái liều booster đầu tiên của em chích từ tháng 9, bây giờ tháng 4 em được 6 tháng. Tức là nói như vậy, đem Thanh Tùng làm ví dụ để mà thấy đó, những ai như Thanh Tùng thì bây giờ mình được đi chích liều booster thứ nhì. Đúng không? Rồi, đó là một đối tượng. Đối tượng thứ nhì là những ai mà từ 12 tuổi trở lên nhưng có hệ miễn nhiễm yếu, yếu vừa vừa hoặc là yếu nhiều cũng được đi chích liều booster thứ nhì. Đó, những ai mà 12 tuổi trở lên mà quý vị đã từng đi cấy ghép nội tạng trước kia thì bây giờ quý vị cũng đủ điều kiện để được đi chích liều booster thứ nhì. Đó, ha. Rồi, cái đối tượng thứ ba phải giải thích cho kỹ nè. Đối tượng thứ ba là dành cho những người nào mà trước đây họ chích một liều của Johnson & Johnson. Nhớ không? Số người này thì không nhiều bằng những người chích hai liều của Moderna hay là Pfizer. Nhưng mình cũng có nhiều à. Mấy triệu đó, mấy triệu người đó. Thì những ai mà có chích Johnson & Johnson, xin quý vị lưu ý. Quý vị chỉ chích có một liều Johnson & Johnson đúng không? Sau đó tới tháng 9 của năm ngoái, quý vị được kêu gọi đi chích liều booster. Đúng không? Thì cái liều thứ nhì của những ai mà chích Johnson & Johnson thì đó là liều booster đó. Cái liều thứ nhì của Johnson & Johnson thì đó là booster của người ta đó. Thì có những người chích Johnson & Johnson, họ chích liều booster của Moderna, họ chích liều booster của Pfizer. Nhưng cũng có người họ chích liều booster của chính Johnson & Johnson. Okay. Rồi, vậy thì những ai đã chích liều booster của Johnson & Johnson, có nghĩa là những ai đã chích hai liều của Johnson & Johnson, những người đó là những người ngay bây giờ được chích liều thứ nhì của booster. Dạ. Ok, mình hiểu chưa? Bao nhiêu tháng? Dạ, không cần bao nhiêu tháng luôn. Không bao nhiêu tháng, không nói bao nhiêu tháng luôn. Riêng những quý vị nào chích một liều của Johnson & Johnson và sau đó quý vị chích một liều booster của hoặc là Pfizer hoặc là của Moderna thì quý vị phải làm theo đúng yêu cầu dành cho những người từ 50 tuổi trở lên. Hiểu chưa? Và cũng ít nhất 4 tháng so với cái liều trước kia. Tức là cùng là Johnson & Johnson nhưng có hai đối tượng khác nhau. Đối tượng nào để chích hai liều Johnson & Johnson bây giờ đi chích booster không cần biết tuổi của quý vị bao nhiêu. Ai chích một liều Johnson & Johnson cộng với một liều Moderna hoặc là Pfizer thì bây giờ quý vị phải từ 50 tuổi trở lên quý vị mới được chích liều booster thứ nhì. Và phải ít nhất 4 tháng kể từ liều đầu tiên, cái booster đầu tiên. Rồi, vậy là mình hiểu nhau ha. Nhưng mà bây giờ em phải nhờ qua chị Ngân Hà và Thanh Thảo có cách nào giải thích giùm cho bà con mình. Rất nhiều bà con của mình đến giờ này nghe của liều booster đầu tiên rồi 3 liều, 4 liều. Ủa vậy làm sao? Thì chị hiểu thế nào là liều booster với lại 2 liều, 3 liều không?
Thì cái đầu tiên hết đó là cái mũi, ví dụ như mình chích Pfizer đi thì mình có mũi 1 với mũi 2. Rồi sau đó là mình mới chích cái mũi booster thì phải sau cái mũi thứ 2 là 6 tháng. Đúng vậy. Chị chỉ có sớm có hình như có 1 tuần mà cô bác sĩ đó cổ không chịu chích cho chị á. Đó. Rồi hả, sau cái nếu mà chị chích cái booster này rồi phải sau 4 tháng nữa chị mới được chích cái mũi booster thứ 2. Yeah, đó, chị Ngân Hà phân tích rất là đúng nha quý vị. Ok. Với những ai chích Pfizer hoặc là Moderna thì hai liều đầu tiên của quý vị là hai liều chích theo yêu cầu. Hai liều đó là hai liều quý vị phải chích đúng theo cái liệu trình của người ta, hai liều. Cái liều thứ ba mà quý vị chích á, cái liều thứ ba mà quý vị chích từ hồi tháng 9, tháng 10, tháng 1 năm ngoái đó, thì cái liều thứ ba đó mình gọi là liều booster. Liều thứ ba đó mình gọi là liều booster đầu tiên. Liều thứ ba là liều booster đầu tiên. Vậy bây giờ mình được cho phép chích liều thứ tư. Thì cái liều thứ tư này nè là booster thứ nhì. Liều thứ ba là booster 1. Thì liều thứ tư là booster 2. Mình có giờ hiểu rồi phải không? Phải nói vậy, phải giải thích rõ ràng vậy để quý vị hiểu. Bây giờ những ai từ 50 tuổi trở lên đã có thể đi chích liều booster thứ nhì, tức là chích liều thứ tư được rồi, nếu quý vị đáp ứng đủ các điều kiện mà Thanh Tùng vừa kể ở cái phần vừa rồi. Rồi, đi chích ở đâu sẽ là điều mà chị em tụi em kể quý vị nghe sau ít phút quảng cáo, quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị đến với phần cuối tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Và câu chuyện tụi em đang thưa với quý vị là mối quan tâm có rất nhiều cái đồng hương của mình. Ở sau tôi nghe nói được chích liều booster thứ nhì rồi, thế là ai được đi chích thì này. Ở phần 3, Thanh Tùng đã trình bày với quý vị rồi, lần nhắc lại, 50 tuổi trở lên và cái liều booster đầu tiên cho tới bây giờ phải ít nhất là 4 tháng. Rồi đối tượng thứ nhì, 12 tuổi trở lên, có hệ miễn nhiễm yếu hoặc là có cái ghép nội tạng, hoặc là những người mà trước kia chích Johnson & Johnson, hai liều có Johnson & Johnson, thì bây giờ những người đó được quyền đi chích booster liều kế tiếp. Hoặc là những người chích một liều của Johnson & Johnson, cộng với một liều của Pfizer hoặc là Moderna, bây giờ quý vị nếu từ 50 tuổi trở lên, quý vị được đi chích liều booster thứ nhì. Tùng, sao chị nghe nói có những đối tượng là không cần chích cái mũi booster thứ nhì? Dạ đúng, đúng vậy. Cái đó là trên nguyên tắc ha, nãy giờ mình nói là trên nguyên tắc. Nhưng cũng có những cái trường hợp mà dù cho quý vị 50 tuổi trở lên, nhưng CDC á, họ nói rất rõ, những người sau đây không cần, họ dùng chữ là không cần đi chích liều booster thứ nhì. Nhờ quý vị, đó là ai? Đó là những người nào đã chích đủ 3 liều rồi, 3 liều của Pfizer hoặc là 3 liều của Moderna, tức là 2 liều theo tiêu chuẩn cộng với 1 liều booster đó. Những ai đã chích đủ 3 liều và tức là cộng với quý vị bị nhiễm Omicron nổi trong vòng từ 2 đến 3 tháng vừa qua, những ai mà đáp ứng đủ 2 cái yếu tố đó là những người không cần phải đi chích liều booster ngay bây giờ. Lý do tại sao? Tại vì đây là những người mà hệ miễn nhiễm rất cao, rất tốt nha quý vị. 3 liều vaccine là có một lớp bảo vệ rồi. Cộng với quý vị bị nhiễm Omicron trong vòng 2 đến 3 tháng vừa qua thì sau khi quý vị khỏe lại đó, quý vị âm tính trở lại đó, thì cái hệ miễn nhiễm mà sau khi mình bị bệnh á, trong cơ thể mình nó tự nó sản sinh ra cái hệ miễn nhiễm đó. Cái kháng thể của mình nó được đẩy lên cao, đó gọi là kháng thể tự nhiên, cộng với cái kháng thể tạo ra bởi 3 liều vaccine. Hai cái kháng thể đó cộng lại, đó sẽ là những người bây giờ ngon lành. Dĩ nhiên vẫn có thể bị nhiễm lại như thường, dĩ nhiên vẫn có thể bị nặng, nhưng cái số người mà bị lại hoặc là bị nặng ít lắm. Nó ít, vô cùng ít luôn nha quý vị. Có chứ không phải là không, nhưng ít lắm. Và đó là những người bây giờ được xem sao? Ngon lành. Là những người bây giờ được bảo vệ rất tốt, cho nên quý vị không cần phải đi chích cái liều booster thứ nhì cho tới 4 hoặc là 6 tháng sau. Đó, đó là cái lời nhắn. Bây giờ trở sang cái câu chuyện là tại sao phải đi chích liều booster thứ nhì. Giờ phải giải thích liền. Lý do là như vậy. Ai đã chích đủ 3 liều trước kia rồi đó thì quý vị vẫn được bảo vệ bởi vaccine để không bị bệnh nặng và không có vô nhà xác. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy là các liều vaccine này nó giảm hiệu lực dần dần theo thời gian. Cho nên, với những người nào mà đặc biệt những người từ 65 tuổi trở lên, những người có bệnh nền á, mà khi mà vaccine nó giảm cái hiệu lực á,
thì khi quý vị gặp cái con biến thể mới, cái con Omicron mới này nè, cái con biến thể phụ của Omicron nó lây từ 30 đến 60% nhanh hơn cái con Omicron nguyên thủy đó, thì rất có thể những quý vị trên 65 tuổi sẽ có thể bị dính và có thể bị bệnh nặng. Chính vì vaccine nó giảm hiệu lực, cùng với cái gì nữa quý vị? Cùng với gì nữa? Ngay bây giờ quý vị thấy gì? Nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Cởi bỏ khẩu trang, không đeo khẩu trang nữa, không có giữ khoảng cách an toàn nữa. Nhiều người bây giờ còn không còn nhớ tới cái vụ mà rửa tay với nước diệt khuẩn. Vì các cái biện pháp phòng chống dịch nó lỏng, nó nới lỏng dần dần để trở lại cái bình thường. Cho nên khi mà con biến thể mới mà nó xuất hiện thì nó dễ lây hơn so với trước kia, là bởi vì mình không có đề phòng. Đó mới là lý do mà có cái liều booster thứ nhì dành cho quý vị. Tuy nhiên cái điểm khác biệt là gì? Cho Thanh Tùng nói liền, kẻo không thì quý vị sẽ bị hiểu lầm, quý vị hiểu sai. Hai liều vaccine đầu tiên cộng với liều booster là ba liều mà giới chức có trách nhiệm, cơ quan y tế, bác sĩ, chính quyền liên bang địa phương họ kêu gọi quý vị đi chích. Làm ơn đi chích đi, tốt lắm, làm ơn đi chích để bảo vệ sức khỏe cho mình, sức khỏe cho người thân và sức khỏe cộng đồng. Ba liều đầu tiên là như vậy. Riêng cái liều thứ tư này nè quý vị, là cái booster thứ nhì đó, người ta không có nói như vậy nha quý vị. Người ta nói như vậy, ba liều đầu là đủ rồi. Riêng với cái liều booster kế tiếp đó, là tùy quý vị. Quý vị tự đánh giá bản thân mình có cần để chích hay không. Thí dụ, cũng là 50 tuổi trở lên, nhưng nếu quý vị chỉ ở trong nhà, quanh quẩn trong nhà, quý vị không có tiếp xúc ở bên ngoài, quý vị không có đi du lịch, quý vị không có đi ra dự các cái buổi tiệc tùng bên ngoài, thì gần như cái rủi ro bị nhiễm bệnh không có cao, thì có thể quý vị không cần phải đi chích liều booster kế tiếp. Riêng với những ai mà quý vị sắp đi du lịch, quý vị sẽ đi đến những nơi có nhiều rủi ro lây nhiễm. Riêng với những ai mà thường làm việc trong những môi trường có thể bị lây nhiễm, thí dụ như em, cái này em nói rất là thật với quý vị, em đi show, em phải bay show rất là nhiều. Ngồi trong cái chuyến bay đó, mình không biết cái người ngồi kế bên mình là âm tính hay dương tính nữa. Đúng không quý vị? Rồi, chính vì vậy mà cái rủi ro bị nhiễm bệnh của Thanh Tùng đi đến các sân bay, ngồi trên máy bay, gặp gỡ tiếp xúc nhiều khán giả khác nhau. Rủi ro rất là cao, thì Thanh Tùng phải tự quyết định nên chích để phòng ngừa khả năng bị nhiễm bệnh. Còn nếu Thanh Tùng không có bay xô, chỉ đơn giản là làm radio với TV, tiếp xúc chị Ngân Hà với Thanh Thảo như vậy, thì có lẽ Thanh Tùng không cần phải đi chích liều booster kế tiếp. Thì một lần nữa, giới chức có trách nhiệm nói rõ rằng liều booster này là do quý vị tự quyết định lấy, không ai kêu gọi quý vị cả, không ai năn nỉ quý vị cả, nha, không có khẩn thiết, không kêu gọi năn nỉ gì hết. Quý vị muốn chích thì chích, không chích thì thôi. Nha quý vị, đó là lời nhắc cho quý vị. Rồi, bây giờ quý vị nhớ nha, mình đang là liều booster thứ nhì và liều thứ tư. Mùa thu năm nay sẽ có thêm một liều vaccine nữa. Cái liều vaccine vào mùa thu năm nay đó là đang được thảo luận, nhưng rất có thể sẽ có bởi vì nó nhắm tập trung vào Omicron. Thành ra, nói gì nói, dù quý vị có chích liều booster bây giờ hay không, thì mùa thu quý vị sẽ có thể sắn tay áo để chích cho cái liều vaccine ngừa Omicron đó. Thành ra sẽ có rất nhiều người nói sao, ôi nếu mà mùa thu chích, thì bây giờ tôi khỏi chích, tôi chờ cho tới mùa thu tôi chích luôn. Ok, cũng được. Hay cũng có người như Thanh Tùng, bây giờ tháng 4, Thanh Tùng chích cái liều booster thứ nhì, để làm chi? Để cho tới mùa thu, tức là khoảng 4 hay 5 tháng sau đó, khi mà hiệu lực của cái liều booster này đã bắt đầu giảm, thì mình có cái liều vaccine kế tiếp để nó bổ sung. Thí dụ vậy đó, tùy người quyết định, tùy cách tính. Rồi. Nhưng cho Thanh Tùng nhắc, đây là cái lời mà khuyến cáo của các chuyên gia y tế, chích quá nhiều vaccine ngừa Covid-19 cũng không phải là điều tốt. Bởi vì đó là lúc quý vị huấn luyện cơ thể của mình á, lệ thuộc vào vaccine để có kháng thể, cũng không phải là điều tốt lắm. Thành ra một lần nữa, tất cả là do tùy quý vị. Ba liều trước là ba chị em, tụi em năn nỉ quý vị đi chích nè. Những ai tới giờ này vẫn chưa chích đủ hai liều thì tụi em năn nỉ quý vị. Những ai giờ này chưa chích đủ ba liều, tụi em năn nỉ quý vị. Nhưng cái liều thứ tư này không năn nỉ à, không năn nỉ à, quý vị muốn quý vị chích à, không chết thôi à, đó là quyền quý vị nha. Đi chích ở đâu quý vị? Mình làm hẹn, mình không có còn tự động đi vào trong tiệm thuốc tây. Thanh Tùng phải làm hẹn đi chích ở tiệm thuốc tây, Thanh Tùng chích ở CVS, cứ đi thẳng vô, nhưng phải làm hẹn trên trang web của CVS, nhờ con cháu giúp làm hẹn cho quý vị. 3 phút làm xong cái hẹn rồi, nhờ quý vị. CVS.com, Walgreens, Rite Aid, đó là những nơi mà đang có chích, hoặc là các nơi chích ngừa của quận hạt, cơ quan y tế quận hạt nơi quý vị cư ngụ,
Bây giờ ở vùng San Jose thì ghi danh với lại quận hạt Santa Clara. Mình làm hẹn khoảng... Có những cái hẹn đó, sáng làm hẹn, chiều có hẹn rồi. Dạ. Là không khó khăn. Rồi là chị... Sau đó chị nghe em trình bày rồi, giờ chị nghĩ chị chú nên chích hay không? Vậy hỏi ông xã. Ôi, chích ngừa hỏi ông xã. Chích ngừa hỏi ông xã nữa quá chị, trời ơi. Dở hiền. Dở hiền. Em thì em tiếp xúc với vài người thì có người nói là tôi sẽ đi chích. Nhưng cũng có vài người nói tôi cảm thấy tôi đủ. Yeah. Thì mình hôm nay em Tùng giải thích thì cái chữ đủ đó là tự mình, yeah, mình cảm tự thấy mình. Là mình đủ hay không đủ, tự mình, yeah, mình đánh giá độ an toàn, yeah, của mình. Rồi bây giờ em còn chưa tới 2 phút cho em nhắc luôn, đây là thông tin mới từ cơ quan y tế của tiểu bang Cali, đó là kể từ nay khi học sinh và thầy cô giáo trong trường mà có tiếp xúc với trường hợp F0, tức là tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh á, mình sẽ không còn bị cách ly nữa. Là Thành Thảo có nghe tin này rồi đúng không? Dạ, em đã không trước kia thì nếu mà mình lỡ tiếp xúc với người mà F0 á, với người bị bệnh á, là mình cũng phải cách ly 5 ngày 7 ngày, dạ, rồi mình không được đi ra đường đúng không? Rồi mình chờ xét nghiệm coi nếu mà âm tính thì mới được đi. Còn bây giờ kể từ nay thầy cô giáo và học sinh trong trường ở tiểu bang Cali từ mẫu giáo cho tới lớp 12 không cần biết có gì có chích ngừa rồi hay chưa nha, nhưng có lỡ tiếp xúc với F0 á, không cách ly nữa. Không cách ly nữa, nhau có gì đó là lệnh mới. Yeah. Tuy nhiên, những ai đã lỡ tiếp xúc với F0 vẫn được khuyên là sao? Đeo khẩu trang những ngày sau đó. Chịu khó tiếp tục đeo khẩu trang những ngày sau đó và làm ơn đi xét nghiệm coi mình có bị nhiễm COVID-19 hay không. Còn ngoài ra, không có cách ly để có gì phụ huynh yên tâm là dù con mình có tiếp xúc, nó vẫn được đi học bình thường. Chỉ điều là xét nghiệm cho con và đeo khẩu trang cho con để con mình yên tâm. Chị muốn hỏi em con nè, em đã chích mũi booster thứ nhì rồi phải không? Dạ. Có phản ứng gì không? Dạ không, tùy người, cái câu hỏi rất là hay thưa quý vị. Tùy người, có người chích, ví dụ Thanh Thảo là chích 3 liều rồi, dạ, không phản ứng gì hết. Không, chị chích 3 liều rồi phản ứng gì không? Không. Không có gì không hết. Không hề luôn. Đó, mấy người này là mấy người là ăn ở đàng hoàng. Đây, là những, đây là chế độ ăn ở. Còn em biết em ăn ở làm sao? 3 liều rồi nó hành em mà hành ban đêm. Ban đêm em ấy nó hành nóng lạnh như sốt rét vậy đó quý vị. Cứ đêm xuống là em bị. Và cái liều thứ tư em mới chích ngày hôm qua đó, thì tối ngày hôm qua là nó hành em suốt đêm. Nhưng ban ngày thì em tỉnh bơ. Ban ngày em tỉnh bơ nhưng tối về cái nó hành em. Thì em biết nó hành 3 đêm vậy là xong. Đơn giản vậy đó. Mình biết rồi mình có lo. Yeah. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại trên YouTube. Gọi chữ Hot Tips với Thanh Tùng, nhớ subscribe. Lần sau mình xem tiếp. Muốn bảo trợ thì gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Rồi. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thanh Thảo xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Rồi chị em chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.